Chào mừng các bạn đã đến với Miso Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Và để thêm một cái loại bánh ngon nữa, hôm nay Miso sẽ làm video để chia sẻ với các bạn thật nhanh cách xên nhân đậu đỏ để làm cái bánh đó các bạn ạ. Sau khi xên cái nhân này xong thì các bạn sẽ biết xem Miso sẽ hướng dẫn các bạn làm món gì và bánh gì rất là ngon các bạn của Đài Loan, cực kỳ nổi tiếng, và Miso cũng giới thiệu cho các bạn hãng Đài Loan nổi tiếng để tạo nên cái thương hiệu của bánh đó nha. Miso cũng đã mua được và đã ăn thử và bây giờ thì phá đảo và sẽ chia sẻ với các bạn. Thế còn nếu như mà các bạn là không muốn làm với cái bánh theo của Miso thì các bạn có thể học cách tham khảo để xên nhân đậu đỏ cùng với Miso để làm bánh dẻo hoặc là bánh nướng truyền thống hoặc là bánh với cái vỏ bánh Hồng Kông mà Miso chia sẻ ở cái video trước nha. Đều rất là ngon các bạn ạ. Nguyên liệu thì rất là đơn giản thôi các bạn. Xên nhân thì chúng ta cần có dầu ăn này. Và đây là đậu đỏ này, chúng ta sẽ phải ngâm nha các bạn. Ngâm từ 4 đến 5 tiếng thì đậu nó mới nhừ được. Các bạn có thể đun ở trên bếp hoặc là dùng với Instant Pot. Thế rồi là để cho nó quện và nó sánh thì chúng ta sẽ phải có mạch nha. Và chúng ta phải cần một ít bột nếp. Thực ra là bột bánh dẻo, nếu các bạn không có bột bánh dẻo giống của Miso thì Miso để ở đây sẽ là cái một ít bột nếp. Thế và nguyên liệu Miso sẽ để xuống phía dưới phần mô tả để cho các bạn. Bây giờ thì chúng mình sẽ vo đỗ này, ngâm đỗ và cùng vào bếp làm với Miso nhá. Đây là 250g đậu đỏ nha các bạn. Đây, rất là ngon các bạn ạ. Chúng mình sẽ đi ngâm ở đây từ 4 đến 5 tiếng để cho nó nở gấp đôi ra. Sau đó thì mình sẽ đi ninh nhừ nó và làm xên nhân cùng với Miso nha các bạn. Sau 5 tiếng Miso ngâm, cái hạt đỗ đỏ đây nó nở gấp đôi như thế này. Thì bây giờ thì chúng mình sẽ rửa sạch lại đi nha các bạn, để cho nó đỡ cái chất chát đó. Sau đó thì các bạn sẽ cho vào trong nồi Instant Pot này, hoặc là các bạn cho lên bếp các bạn đun nha. Bao giờ nó nhừ thì thôi. Và chúng ta sẽ đổ nước cho nó xâm xấp cái mặt đỗ, bởi vì là Instant Pot thì nó không hút nước các bạn. Thế còn nếu như mà các bạn mà ninh bằng nồi ở trên bếp ấy, thì các bạn sẽ đổ nước ngập gấp đôi nha các bạn, để cho bao giờ nó nhừ thì thôi. Chúng ta sẽ cho một xíu muối vào. Các bạn bấm nút này, ở nồi Instant Pot các bạn nhìn thấy chữ bin chưa? Các bạn bấm vào đây, bấm thêm một nữa đến 25 phút. Và cứ như vậy chúng ta sẽ nấu để cho cái đỗ nó nhừ thì thôi nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể bấm nút steam này cũng được, hoặc là multigrain, nhưng mà Miso thì hay nấu cái nút bin này trong 25 phút. Nồi đỗ đã xong rồi. Các bạn để sau khi hết giờ thì hãy để cho nó xả tự nhiên, để qua giờ các bạn mở được cái nắp vung nồi ra thì thôi nha. Wow, chúng ta nhìn thấy đỗ nhừ tơi này. Đó, rất là nhừ luôn. Mà ngon lắm các bạn. Đây, nhừ luôn. Và dùng với cái nồi Instant Pot này rất là đơn giản và rất là nhanh. Thế bây giờ thì chúng mình sẽ cho em ấy ra máy xay sinh tố. Và chúng ta sẽ cho đường và chúng ta xay rồi đi xên nhân cùng Miso. Rồi chúng mình cho đậu đỏ vào trong cối xay sinh tố nhá. Đây, cho hết vào đây cho Miso. Nó thơm quá. Nó nhừ ngon lắm cơ các bạn này. Tự dưng lại nghĩ thèm chè đỗ đen đặc các bạn ạ. Tiếp theo là 145g đường, là khoảng độ hơn 1 phần 2 cắp đường một chút nha các bạn, bởi vì đây là cho 250g đỗ. Còn nếu mà 200g thì chỉ có 120 hoặc 125g đường thôi. Nếu mà các bạn ăn ngọt thì các bạn cho thêm. Lại máy ninja huyền thoại đây. Rồi các bạn ơi, nếu như mà các bạn muốn ăn mịn màng ấy thì các bạn có thể lược qua cái dây nha. Nhưng mà Miso xay như thế này, đây các bạn nhìn này, nó rất là nhuyễn rồi. Và Miso thích có cái vỏ đọng đọng như này, ăn nó có nhiều vitamin ở cái chất vỏ để các bạn, cho nên Miso sẽ không lọc. Miso nhắc lại, nếu mà các bạn thích thì các bạn sẽ lọc ra để cho nó mịn nha. Nhưng cứ theo Miso như thế này, rất ngon thơm. Giờ mình đổ ra chảo và đi xên nhân. Nhân này hôm nay Miso làm loãng hơn cho nên chúng ta sẽ xên lâu hơn một chút nha các bạn. Đậu đỏ sánh ngon quá. Và trước khi xên, các bạn cho Miso 2 tablespoon của dầu ăn. Miso dùng đây là dầu lạc đó. Nếu các bạn ngon nhất là dầu lạc và dầu dừa. Nếu như các bạn không có đây dầu lạc Miso dùng đây, thì các bạn sẽ dùng dầu bình thường nha. Đây dầu lạc của Miso đây.
chúng ta sẽ cho 2 tablespoon vào. Và bởi vì là cái nhân này nó hơi loãng một chút so với nhân đậu xanh, cho nên các bạn bật bếp lửa vừa nha. Chúng ta sẽ vừa, nhưng mà sẽ phải đảo liên tục để cho cái phần nước này nó rút bớt đi, nó khô lại, thì bắt đầu các bạn vặn lửa thật nhỏ. Cứ như vậy các bạn đảo liên tục trên lửa vừa cho đến khi nước nó rút đi, và cho dầu vào như thế này, các bạn yên tâm là nó sẽ không bị sát cái chảo, nhưng các bạn phải đảo liên tục. Đây, sau 10 phút đảo liên tục ở trên lửa vừa thì nước nó rút lên, chúng ta được cái hỗn hợp như thế này. Và các bạn đừng lo nha, nếu như mà các bạn có nấu với cái đỗ xanh hay là đỗ đen hay là đỗ đậu đỏ này mà nó bị loãng thì không sao. Các bạn cứ làm như theo Misu, để trên lửa vừa khuấy liên tục trong 10 phút là nước nó rút, chúng ta được hỗn hợp như thế này. Tiếp theo này, còn lại chỗ dầu là 3 tablespoon, tất cả là 75ml nha các bạn cho vào đây cho Misu. 1 tablespoon của bột bánh dẻo. Các bạn rải đều, các bạn cho vào đây. Các bạn không có bột bánh dẻo thì các bạn cho Misu bột nếp nha. 1 nửa tablespoon mạch nha. Và bây giờ các bạn sẽ đảo đều, đảo gập lên cho Misu, cho các dầu ăn này, thế rồi hỗn hợp bột này và mạch nha, nó sẽ hòa quyện lại với nhau. Và trên lửa thật nhỏ nha các bạn, bây giờ bắt đầu là lửa nhỏ. Và cứ thế đảo gập các bạn ơi. Cứ làm theo Misu rất là đơn giản, không bao giờ sợ bị tươm dầu hết. Mà cái nhân nó rất là dẻo, mềm, thơm ngon lắm các bạn, đậu ngọt lại vừa phải. Và trên lửa nhỏ, chỉ cần lửa thật nhỏ thôi nha các bạn. Đây các bạn này, nhìn cái nhân yêu chưa. Chỉ đảo khoảng độ tầm 10 phút nữa là xong rồi đấy các bạn ạ. Rất là nhanh và đơn giản. Nhân đậu đỏ làm bánh gì cũng ngon mà lại bổ dưỡng nữa các bạn. Xong rồi đây, nhân không dính vào cây spatula này, thành một khối. Và các bạn đảo gập thấy là rất là dẻo. Và các bạn nhìn kỹ, nó vẫn có các lỗ khí như thế này, phải có độ xốp như thế này là mới được nha các bạn. Và các bạn kiểm tra bằng cách là miết cái cây spatula này, tạo ra các rãnh rõ rệt như thế này, không đổ gập, là nhân hoàn hảo đã xong rồi. Tuyệt vời các bạn ạ. Rất là mịn màng mượt này. Các bạn kiểm tra, các bạn sẽ tách một miếng ra này, các bạn sẽ vo tròn vào. Wow, nóng. Đây, mịn màng như thế này các bạn. Nóng. Và các bạn để này, nó đứng, nó không chảy xuống như thế này là được rồi nha các bạn. Xong rồi thì các bạn tắt bếp cho Misu này. Và Misu cho một ít dầu hoa bưởi vào đây, cho nó thơm. Và chúng mình sẽ đảo đều lên. Các bạn cho vừa phải thôi nha, không thì nó bị hắc. Xong rồi, giờ Misu sẽ tém gọn nó lại và sau đó chúng ta để nguội, rồi mình sẽ cân lên rồi chia nhân nha. Các bạn nhìn lại một lần nữa, nó phải có độ xốp và có lỗ khí như thế này nha các bạn, thì nó mới là nhân chuẩn đó. Và chúng mình cân nhân xem được bao nhiêu nha các bạn. Đây, Misu cho vào đây 566g các bạn ạ. Và nếu các bạn thích, Misu xin mời các bạn vào bếp để xê nhân cùng với Misu và cùng Misu làm các món bánh ngon. Bây giờ Misu để các bạn cùng Misu kiểm tra lại một lần nữa cái nhân nó làm nó đơn giản mà nó hoàn hảo như thế nào. Misu cắt đôi ra cho các bạn xem này. Ta-da! Rất là mịn màng và vẫn có cái độ xốp rất ngon. Và đây chính là tiền đề của một món bánh Misu sắp chia sẻ đến các bạn đây. Mời các bạn sẽ đón xem video chia sẻ của Misu ở video tới nha. Mà trước mắt thì các bạn sẽ cần phải có nhân đậu đỏ này các bạn ơi. Chúc các bạn thành công!